Hello tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Ok, có lâu rồi mình không gặp lại anh em nhờ. Đấy vì anh em thông cảm nha, khoảng thời gian qua mình bận khá là nhiều công chuyện anh em ơi. Đấy. Và trong video này mình sẽ quay trở lại với anh em và mình sẽ chơi lớn luôn. Đấy. Thì anh em sẽ nhìn thấy đội hình của mình đây. À, nhập đây là toàn bộ những cầu thủ của mình nha. Đấy. Thì một cầu thủ mà mình rất yêu thích đó chính là Aguero. Thì trong video ngày hôm nay quay trở lại á, mình sẽ thực hiện một thử thách là phá 1500 coin. Đấy. Thì hiện tại mình không đủ hơi nghìn anh em ơi, cho nên mình chỉ phá 1500 coin thôi. Đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu miệng thì nói, tay thì lồm nha. Chúng ta sẽ phá 1500 coin. Đấy. Và hy vọng ra 1500 coin này nó sẽ do thần tượng nhập idol của mình, Kun Aguero. Ok, chúng ta sẽ đến với lần quay đầu tiên trong ngày hôm nay. Thì 1500 thì chúng ta sẽ đã quay được là 6 lần. Ok, 6 lần. Come on, chúng ta sẽ bắt đầu với lần đầu tiên nha. Anh em thông cảm nha, giờ này tiếng mình mệt quá. Ok, vòng quay đầu tiên. Có nhảy không? Vâng, chúng ta đã có một bóng quả lách, đó chính là Beckham. Không phải là Aguero, tuy nhiên đây là một hiện tại anh em ơi. David Beckham là một cầu thủ hiện tại người Anh. Đấy. Giờ chúng ta sẽ quay, chúng ta vào xem lại David Beckham nha. Cho nên xem những vị trí xã trường cũng như những chỉ số của anh trò này. Đấy. Giờ chúng ta sẽ bắt ra ngoài này. Và mình tiếp tục chứ nhầm. Và mình sẽ mong rằng là Aguero. Đấy. Liệu rằng 1500 coin mình có trúng Aguero không? Lần này thì bỏ không rồi, bán bọt rồi. Yeah, bỏ quả bán bọt luôn. Đấy. Bán bà lách nhiều quá, bán bọt anh em ơi. Ok, chúng ta sẽ đánh với lần quay tiếp theo. Là lần thứ mấy rồi nhờ? À, đúng rồi, lần thứ 3. Đây là lần thứ 3 và đây chính là mình đã sau lần quay này nữa thì mình đã tốn tầm khoảng là chính xác là 750 coin. Đấy. Theo như toán học của mình thì mình tính, mình nghĩ rằng sẽ đúng anh em ơi. Đấy, 750 coin rồi. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục với lần quay này. Và hy vọng nó sẽ là một quả bóng black ball. Bóng đen. Come on. Có lùi lại không? Wow. Yeah. Hơi quả bán vò anh em ơi. Bailey và gì đó. Mình đã tống khoảng 350 coin rồi, đi được một nửa rồi anh em ơi, 3 lần rồi. Và lần đây là lần thứ 4 này. Và mình chỉ thu về được đó chính là đúng một hiện tại David Beckham mà thôi. Và lần này thì sẽ ra cầu thủ nào đây? Anh em cùng theo dõi nha. Come on, come on. Và nếu anh em thích video này thì nhớ ấn like, share và đặc biệt ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo mình nha. Come on. Chúng ta sẽ đánh với lần quay thứ tư. Come on, come on. Ok. Wow. Tiếp tục là một quả bắn bọt anh em ơi. Đen thế nhờ. Lần này thì mình quay hụt 3 lần phải không? Lần này thì chắc chắn bắn đen này. Hình như lần này là chắc chắn bắn đen phải không nhờ? Mình nhớ không nhầm là vậy. Lần này chắc chắn bắn đen rồi. Ok, chúng ta sẽ xem đây là bắn đen của cầu thủ nào. Hy vọng đó chính là Sergio Aguero. 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 Wow, David Silva anh em ạ. Wow, cầu thủ này mình đã có rồi cơ. Chóng thế nhờ. Ok, chúng ta còn một lần nữa và chúng ta quay nốt luôn nha. Thì chúng ta sẽ phá đủ 1500 coin. Giờ nếu anh em thích video này nhấn like, share và đăng ký kênh. Thì nếu anh em thích mình phá luôn hơi 150GB kia thì anh em hãy comment ở dưới nha. Anh nhầm hơi 100 thôi nha, chứ không phải là hơi 150 nha. Hơi 100.000GB thì anh em hãy comment ở dưới nha. Lần này thì cũng là bán bọt nữa. Nếu anh em thích mình phá nốt hơi 100GB này, đấy hơi 110 mấy này thì mình chỉ phá hơi 100 thôi vì số 17 đó nó lại tại bỏ qua đi. Nếu anh em thích mình phá hết hơi 100.000GB đấy thì anh em hãy comment ở dưới nha và like thật nhiều video này. Đấy thì mình sẽ thực hiện ngay cái yêu cầu của anh em luôn. Đấy.
Thì lâu nay mình không cho biết thì vào loại thì mình khó chơi thì đấy. Mình vừa mới đó sang một vốn đó và nó tặng cho mình một cái vé quay tầm bậy tầm bọ gì đó. Giờ thì chắc hẳn video mình đây thì cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian theo dõi clip này nha. Ấn like, share và đặc biệt ấn đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo mình. Còn bây giờ thì bye bye, thank you.